Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Linh Minh. Hôm nay là ngày cá mộ. Đây là mộ mã, đây là mã của ba mình. Hồi nãy mình đi bên mã ông bà ngoại, bây giờ bên mã ba của mình, ông thứ hai và ông thứ tám cũng nằm đây. Đây là khu nhà mộ bên ngoại. Đây là ông cậu, bà mợ và ông anh bà con họ, khu nhà mộ của bên ngoại. Ô, cảm ơn chị nha. Các bạn thấy cái cuộc sống ở quê nhà, con cháu cháu nội cháu ngoại ba đời bốn đời là về hết đấy, lau chùi nhà cửa, nó có cái nề nếp sống ông bà tổ tiên đi qua truyền thống hết cái đời này đến đời nọ. Rồi cái tả mộ, tục tả mộ ở Việt Nam các bạn thấy tạo ra một cái nét văn hóa của người Việt, của cái đi theo cái ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền, ngày Tết như dân tộc. Đấy, các bạn thấy rất là hay, rất là hay, rất là tự hào. Chỉ có quê hương các bạn mới nhìn mới tìm được những cái khung cảnh như thế này, không biết con cháu bà con rồi như thế nào nữa mà trở về. Còn các bạn biết về miền Trung quê nội của mình nữa kìa, ở miền Trung mà quê nội của mình về là ngày Thanh Minh đó. Kè người gia tộc, nhà thờ gia tộc, dòng họ 50 đời mấy chục đời gia phả rồi kéo nhau về mấy ngàn người vậy đó, ở nước ngoài ở trong nước mọi nơi đi đâu cũng vậy, về bắt đầu là xung vầy với nhau về nhà 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 thờ tổ gia tộc, rồi những có mỗi chi thì chia ra. Nó cái phong tục văn hóa của Việt Nam mình chứ còn cái họ rất là tôn kính cái người đã khuất. Còn ở bên Mỹ các bạn biết, ở xứ tư bản trời Tây, cái người mà mất đi rồi là xong, nhiều khi cái mộ bia cũng không có. Có nhiều người gia cảnh nghèo khó thì các bạn biết, chỉ đem thiêu đó rồi xong, đem đổ cho đổ xác, rồi khi cái người mất bệnh nó tốn kém vô cùng, chứ không phải như Việt Nam. Mình người Việt của mình, văn hóa người Việt của mình, sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ. Các bạn thấy đó, bất cứ ai đi đâu cũng vậy, trở về với quê hương sẽ thấy được những cái cảnh này, phải nói là rất là tự hào cái dân tộc và cái truyền thống của người Việt của mình lâu đời, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Thôi thì cũng nhân dịp cái ngày lễ cả mộ, mình live stream để cho mọi người hiểu được cái ở hải ngoại rồi hiểu được cái cuộc sống ở quê nhà rất là thanh bình, đất nước quê hương phát triển đổi mới không ngừng. Thôi mình ngừng live đây chứ. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.